Chào các bạn, hôm nay ông xã mình ông làm cái arbor, làm một cái dàn để cho cây nho nó leo. Đây giờ anh cắt. Hôm nay anh cắt được không? Được mà. Cho các bạn qua ổng cưa. Đo cho đều máy cày. Cắt 45 độ anh. Cắt cái cây nó xéo lại để mình gắn vô cái dàn các bạn. Đúng. Mình phải. Đúng rồi, một bụi. Xong 4 cây rồi hả anh? Ừ. Xong 4 cây rồi. Bây giờ là tới cái giai đoạn là sơn cả nhà. Sơn trước khi mà mình cho lên vàng. Cái màu trắng lên là nhìn thấy nó sang rồi. Bây giờ mới đưa cái cây tu basic lên vàng tiếp tục các bạn. Rồi qua quá trình là đục nè, cắt nè, xe nè, mới đưa lại cái cây tu basic đi lên đến cái tu basic. Bây giờ anh mới anh gắn vô đó các bạn.
quay cho các bạn coi. Anh đang nẹt vô hai cây ở giữa đó các bạn thấy. Đưa mình chia ra, ví dụ cả nhà muốn 5 cây, 6 cây, 7 cây là cả nhà đo với cái cây cái của Tu Basic này nè. Rồi cả nhà chia ra đều ra. Cái này là mà ảnh ông xã mình ổng sẽ bỏ 8 cây. Đó nên cho ảnh sẽ bắt từng cây một ở nhà. Là ảnh ảnh cắt cái 2x2 ảnh nối của thành đó là một cái vàng á, cả nhà thấy cái vàng đó không? Đó, cái vàng này, đó. Đó, ảnh bắt 2x2 và ảnh nối đó cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đó, anh nói như vậy để anh bỏ cái dàn dưới đó cả nhà. Ở phía dưới gần đất á, gần sát cái mặt đất á để cho cái cây con nó leo lên cái dàn lớn. Cái khoảng cách á anh bắt á là khoảng cách khoảng 4 in, 5 in hay 4 in anh? Tùy theo người thích thôi. Anh bắt khoảng 5 in sẽ đủ. Khoảng cách của anh bắt á là 5 in đó cả nhà. Anh mua cái cây dài 2x2 rồi về anh cắt ra tùy theo cái độ mà dài ngắn thì tùy theo cả nhà thích ngắn bao nhiêu, dài bao nhiêu, cao bao nhiêu rồi cả nhà bắt lên thôi, cưa ra thôi. Rồi mình chia theo nhỏ lớn là 5 in, 6 in cái khoảng cách cái bề rộng. Đó. Rồi cả nhà bắn vô có cái đinh cái máy của bắn súng nè cả nhà. Đó cái máy này nè cả nhà. Cả nhà thấy là cho cả nhà coi đó, cái máy nó nhỏ như vậy nó đã để hết kỳ á cả nhà. Cái máy đó đó cả nhà, cái đó là cái máy bắn súng, bắn đinh. Mình làm như mấy cái kệ gỗ này nọ là mình bắn rất là nó nhanh cho mà là đóng đinh cực lắm, đóng không nổi đó. Nhà thấy không? Cả nhà ơi, ảnh sơn xong hai cái rồi đó cả nhà. Cả nhà để cho cô ảnh bắt vô rồi mai. Cả nhà ơi, giờ bắt đầu ảnh bó cái cây 2x2 lên cái vàng 2x4 đó cả nhà. Nó làm dần nhỏ lên trên đó cả nhà. Đến này luôn chứ sao?
diễn hả? Giờ chưa quá nhậu. Ở trời. Chào cô chú, các bạn, chào cả nhà. Cuối cùng là cái arbor của mình á, anh xã anh đã làm xong rồi, hoàn thiện rồi cả nhà. Thì cái video đến đây cũng đã kết thúc. Mong rằng cả nhà thương yêu kênh YouTube của mình Mai Châu Family USA cho một like, share và subscribe. Chào cả nhà. Bye bye.